máy chiếu thì sẽ sử dụng cái bóng đèn làm nguồn sáng. Tuy nhiên cái điểm hạn chế của sử dụng bóng đèn đó là bóng đèn là bạn phải thay thế rất là nhiều lần, khi mà tuổi thọ nguồn sáng nó rất là ngắn, chỉ khoảng là 3 đến 4 ngàn giờ là bạn phải thay thế bóng đèn rồi. Ngoài ra thì khi mà sử dụng bóng đèn thì cái máy của mình nó sẽ sử dụng rất là nhiều điện năng, và trong trường hợp là bạn muốn sử dụng máy chiếu trong nhiều giờ thì điều này là không thể đối với một cái bóng, với một cái máy chiếu sử dụng bóng đèn. Do đó đối với Casio thì bắt đầu từ năm 2010 thì sử dụng cái ngành công nghệ mới, đó là laser và LED. Thì cái ngành cái công nghệ này nó mang đến cho cái sản phẩm máy chiếu là 20.000 giờ. Do đó là máy chiếu Casio là máy chiếu mà trong vòng 8 năm qua được giải thưởng là rất là nhiều giải thưởng trên thế giới. Ngoài ra Casio là máy chiếu lens free số 1 trên thế giới, với những cái giải thưởng giống như là ở Singapore thì được giải thưởng là Green Certificate, đó là giải thưởng về máy chiếu xanh. Ngoài ra là giải thưởng ở Thụy Điển giống như là máy chiếu của năm. Ở Anh thì là có giải thưởng về TCO, có nghĩa là thưởng về cái sản phẩm mà rất là tiết kiệm điện năng. Năm 2019 tháng 6 thì Casio ra một cái sản phẩm mới, đó là có tên gọi là S400. Đó là cái sản phẩm mà mang lại cái tính giáo dục với những cái chức năng giống như là kết nối không dây với bằng một cách lít chuột, và chức năng là điều khiển màn hình máy tính, máy chiếu bằng những cái thiết bị thông minh giống như là điện thoại và máy tính bảng. Ngoài ra là có chức năng điều hành, đó là những cái chức năng mà hỗ trợ rất là nhiều đối với những cái người quản lý công nghệ thông tin cũng giống như là giáo viên. Cái phân khúc mà Casio nhắm tới đó là những cái trường học và những cái văn phòng nhỏ ở trong cái công ty và những cái tập đoàn. Thì máy chiếu Casio ngoài cái vấn đề là một cái sản phẩm rất là tốt, đạt được những cái tiêu chuẩn sản xuất từ Nhật Bản, thì ngoài ra cái dịch vụ về hậu mãi của Casio cũng được mọi người biết đến, giống như là 3 năm bảo hành hoặc là 6.000 giờ về cái nguồn sáng. Và thì thực sự ICT Show là một cái sự kiện rất là hữu ích cho những cái doanh nghiệp, đối tác và cũng như khách hàng biết đến những cái sản phẩm và thiết bị của ngành công nghiệp nghe nhìn, ngành công nghệ thông tin và ngành công nghệ phát thanh, truyền thông, truyền hình. Thì với ICT Show là cái Casio được hỗ trợ rất là nhiều từ ban tổ chức APEC, và cũng như là cũng biết được là cái tính chuyên nghiệp của bên đơn vị tổ chức, từ cái khâu truyền thông, truyền hình cho đến những cái hỗ trợ khác. Casio mong rằng là những cái trong tương lai sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để hợp tác cùng với ban tổ chức APEC cũng như là ICT.